Chào Phúc. Chào anh ạ. Cũng lâu lắm rồi thì hôm nay anh em mình cũng có được cơ hội là gặp nhau. Thì anh cũng hiện tại thì nhà trường cũng đang có những cái chương trình là tiếp xúc lại với những cái bạn cựu học viên đã thành đạt, đã ra trường và đi làm. Thì hôm nay cũng rất cảm ơn em là đã bớt chút cái thời gian cùng với cả cái ban biên tập là thực hiện cái chương trình này. Thì lần đầu tiên thì Phúc có thể là giới thiệu đôi nét lại về bản thân mình này để cho các bạn học viên phía sau các bạn còn biết đúng không? Cái thứ hai nữa là em có thể giới thiệu về công việc hiện tại của mình là đang là như thế nào, em đang công tác ở đâu và công việc chính của mình là như thế nào. Vâng ạ. Thì cũng ở 5 năm rồi thì em ra trường cũng gặp lại anh Đức. Thì cũng gửi lời chào đến toàn thể trường, thầy cô giáo của trường NIT. Thì em là cựu học sinh của trường, em học khóa CB10. Lớp em là năm 2013 đến 2015. Thì sau khi ra trường thì em cũng có công tác tại một số các cơ quan. Hiện giờ thì em đang công tác chính tại cơ quan chuyên về thiết bị văn phòng, công ty cổ phần Bách Hợp. Thì bên này thì em cũng đang là một cái ngành nó có một chút gọi là không, một chút gọi là hơi trái ngành một chút đúng không? Một chút đấy anh ạ. Thì em là làm về sale và chuyên về phần marketing cho bên công ty của em ạ. Thế thì trước khi mình vào công ty này ấy thì em đã từng công tác ở những cái cơ quan nào? Dạ vâng, thì sau khi ra trường thì cũng là công việc đầu tiên của em là cũng em cũng bám sát theo ngành, thì em cũng đi làm cái về thiết bị mạng. Công ty Sealing. Thì cũng được một thời gian 1 năm. Thì sau khi đó, sau khi mà học xong ra trường thì em cũng thể hướng đến mình theo học được những cái gì mình phải áp dụng ngay. Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Đấy, sau một thời gian thì em lại muốn thử sức thêm một số ngành khác như phòng về marketing online thì các thứ, thì em cũng đã có đổi một số ngành nghề và hiện giờ thì em lại đang công tác tại cái lĩnh vực về chuyên thiết bị văn phòng, điện máy, máy tính, máy in của bên công ty em hiện giờ. Ok em. Thế thì cái lúc mà khi mà em mới tốt nghiệp ở NIT ấy, em khi bắt đầu đi xin việc ấy, thì em có cảm thấy là nó khó khăn, gặp khó khăn gì không? Thực ra thì em cũng cảm thấy là rất là tự hào về trường mình, bởi vì cái môi trường là học tập của mình nó đã tạo cho em một cái gọi là kỹ năng giao tiếp khá là ok. Sau khi đi giao tiếp tất cả các cơ quan thì người ta cũng cảm thấy mình là có một người gọi là có khả năng giao tiếp, có khả năng học hỏi nhanh, kỹ năng làm việc rất tốt, thế là cũng không khó khăn đến mức độ mà chưa khó tìm được việc khó khăn lắm. Ra trường cái là em tìm được việc ngay. Cũng là tìm được việc là cũng lao ra, cũng là làm theo như cái mình được học. Ok em. Được một thời gian. Thế thì cái lúc mà mình xin được việc rồi ấy, dạ vâng, thì em cái tốc độ bám sát với công việc, tức là hòa nhập với công việc mới, dạ vâng, bởi vì là mình đang học mới tốt nghiệp đúng không? Dạ vâng. Mình có một công việc mới thì lúc đấy thì cái sự hòa nhập của em nó có nhanh không? Thực ra thì cũng phải nói một thật một chút là khi cái môi trường học tập của mình thì nó chỉ hơi khác một chút so với môi trường làm việc thôi. Thì sau khi bắt đầu đi làm, sau khi ra trường bắt đầu công việc đầu tiên của em đi làm thì em hòa nhập khá là nhanh. Thì em cũng nắm rõ được cái tình hình công việc và những cái mình cần phải giải quyết trong công việc. Nói chung là cũng làm về ngành công nghệ thông tin nên là mình cũng có kiến thức cơ bản rồi, nên là bọn em làm việc cũng khá là nhanh. Ok. Thế thì cái lúc mà em vừa trao đổi là cái em cũng muốn là thử sức mình ở cái lĩnh vực khác về sale, về marketing online đúng không? Thế thì cái kiến thức mình học được mà khi áp dụng để tiếp cận sang một cái lĩnh vực mới như thế thì nó có mất nhiều thời gian không? Hay là em cảm thấy nó cũng thuận lợi? Thực ra thì cái thời gian mà học hỏi để mình trao dồi thêm kiến thức của mình thì đâu cũng thêm, ai cũng sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nhất định. Đúng rồi. Thực ra thì em cũng mất cũng không quá nhiều thời gian cho vấn đề mình học và nâng cấp lên. Thì bọn em cũng vừa học vừa làm. Vừa làm xong mình học thêm kinh nghiệm của các bạn đồng nghiệp thì em cũng thấy là cái kinh nghiệm mình trau dồi có khá là nhanh. Thế thì trong cái quá trình mình học ấy, tránh hỏi lại cái thời gian trước một chút ấy. Dạ vâng. Thì trong quá trình mình học ở nhà trường ấy thì theo em là ngoài về chuyên môn ra, chuyên môn hiện tại mình đang đánh giá là nó cũng rất là sát với thực tế đúng không? Dạ vâng. Thế thì các cái kỹ năng, các cái hoạt động mà nhà trường đã tổ chức cho các em, trang bị cho các em thì em thấy đánh giá đấy là như thế nào? Thực ra thì em phải công nhận là một điều là hoạt động của trường mình là rất là đa dạng. Thì những cái hoạt động của trường mình nó mang tính chất là cho sinh viên tư duy, phát triển được sinh viên. Thì em cũng là một người bước ra từ trường mình thì cũng phải có một nghề tay trái là nghề sự kiện. À thế à? Cũng là
do trường mình đào tạo lên. Đúng rồi, ngày ngày xưa là cũng làm MC rồi đúng không? À, vâng ạ, cũng nhờ trường đào tạo lên thì em cũng có một chút gọi là ngành nghề tay trái phải. À, thế cái sự kiện đấy, công việc em làm sự kiện có đều việc không? Dạ, thực ra thì em cũng làm thì cũng khá là đều, thì bây giờ em cũng chuyên về quảng bá một số hình ảnh của một số các thương hiệu. Ờ. Quán ăn, nhà hàng để mà người ta cần PR thì em cũng có thể làm được ạ. À, rất là nhiều việc đúng không? Vâng ạ. Thế thì nếu mà để mà theo em nhé, là để tốt hơn cho các thế hệ học viên đi sau. Vâng. Thì nhà trường có cần phải bổ trợ thêm này hoặc là trang bị thêm cho các bạn những cái kỹ năng gì hay không? Thực ra là em thấy hơi mong muốn. Ừ. Em có một mong muốn là cực kỳ mong muốn ở trường mình, là trường mình trong khóa học của mình thì sẽ mong muốn là trường mình sẽ tạo ra một cái tour cho các bạn đi tham gia hoạt động outside. Thì nó mang tính chất gọi là đoàn kết cho nhà trường và sinh viên. Và cũng mà mang tính chất là gọi là hoạt động để cho sinh viên nó phát triển được thêm cái những cái tư duy và giải tỏa được cái stress trong công việc ở trong học hành đúng không? Dạ, vâng ạ. Hiện tại thì cũng trao đổi Phúc là nhà trường là trong những năm gần đây là cũng bắt đầu tổ chức cái tour đấy, nhưng mà mình kết hợp với cái việc là mình tổ chức những chương trình từ thiện kết hợp với dã ngoại cho các bạn. Đấy thì để cho các bạn nhìn nhận được là trong bản thân của chúng ta này, bên ngoài xã hội còn có rất nhiều hoàn cảnh rất là khó khăn, thì các bạn có thể là có tự tin về bản thân mình chút là mình đã có điều kiện như này thì mình càng phải phấn đấu. Dạ, vâng ạ. Và sau đấy là cũng tổ chức các cái chương trình hoạt động ngoại khóa để cho các bạn là mình các lớp giao lưu với nhau. Dạ, vâng. Đấy, cho lúc này mình đã tổ chức các hoạt động cho các bạn luôn. Dạ, vâng ạ. Đấy. Thế thì cái mảng sự kiện anh thấy này rất là hay đấy. Thế thì ở trường thì thế hệ nào cũng thế, cũng đào tạo cho các bạn là ngoài về chuyên môn nha, hiệu động ngoại khóa thì các bạn phải đều làm sự kiện. Thế thì trong tương lai ấy, thì không Phúc có sẵn lòng trong cái việc là hỗ trợ đối với các bạn thế hệ sinh viên sau là có một cái sân chơi nó sát hơn để mình có cái sự kiện là mình hoạt động được không? Thực ra thì em luôn luôn sẵn lòng, thì khi nhà trường mà cần kêu gọi cái là em sẵn sàng tinh thần để quay trở lại trường và giúp đỡ các bạn sinh viên, luôn luôn là giúp đỡ các bạn nó tốt hơn mình. Ừ. Không bao giờ là để cái tương lai của các bạn khó khăn gì cả. Vâng, tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn luôn. Ok em, rất cảm ơn. Thế thì cái kỷ niệm mà em nhớ nhất là khi học ở nhà trường là kỷ niệm gì? Thực ra thì em nhớ nhất là năm khóa đầu tiên em vào trường là trường tổ chức cho giải thi đá bóng. Thì năm đấy tuy là lớp em không được giải nhất đâu, nhưng mà lớp em được giải hai, nhưng mà cái hoạt động của nhà trường tạo ra thì nói chung là em thấy là cái môi trường học tập nó cảm thấy thoải mái và bọn em có một cái sân chơi rất là vui. Để sau những giờ học tập căng thẳng thì bọn em có thể hết mình về đúng rồi các hoạt động khác đúng không? Vâng. Ok em, rất là cảm ơn em. Thế thì lời cuối cùng em muốn nhắn nhủ gì đối với nhà trường, đối với các thầy cô không? Dạ vâng, thì cũng là sau 5 năm ra trường thì em cũng có muốn lời chúc chúc nhà trường và thầy cô ngày càng phát triển để cho những đứa học sinh tiếp theo có thể vươn xa, vươn mạnh hơn trong những ngành công nghệ thông tin sắp tới và trong tương lai của đất nước. Rồi, ok, cảm ơn em. Hôm nay cũng rất là thay mặt cho học viện là cũng rất là cảm ơn Phúc đã dành thời gian và cũng xin chúc em có một công việc luôn luôn là thuận lợi và nhanh có tin vui. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ.